Chúng sanh người khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Dạ, tha thú là đạo tràng một buổi học khóa được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Đinh Sư ạ. Sa thú lành thai kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Quý vị nghe âm thanh hơi nhỏ. Rồi. Chắc giờ là nghe ok rồi. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức Tăng hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học đến câu kệ Pháp Cú số 358. Hôm nay chúng tôi với bà con, với chư Tôn Đức cũng như bà con chư Phật tử chúng ta ở trong room. Cố gắng tinh tấn để tạo nhiều nhân phước. Sau khi tạo những nhân phước này xong, chúng ta mới tạo tiếp cái nhân phước hồi hướng đến cố đại đức Pháp Tính. Nếu hậu thân của cố đại đức Pháp Tính mà khởi lên được tùy hỷ thì cố đại đức Pháp Tính sẽ tùy hỷ cái phần phước học pháp, cụ thể là pháp cú kinh này của chúng ta. Qua đó sẽ bổ túc thêm ba la mật độ sớm thành tựu nguyện vọng giải thoát của mình. Chúng tôi thì tạo cái nhân phước là thuyết pháp, quý vị thì tạo cái nhân phước thính pháp. Nhưng mà bên cạnh quý vị tạo nhân thính pháp thì chúng ta còn có thể tạo thêm các nhân khác như là trì giới, lúc nãy quý vị thọ tam quy ngũ giới, nhân phục vụ nè, nhân cung kính, nhân tùy hỷ, vân vân. Mỗi nhân phước chúng ta tạo phải cố gắng biết rõ là mình đang tạo nhân nào, nhân gì. Sau khi tạo được các cái loại nhân phước đó thì xem như là mình có phước. Và kể cả việc có phước là vô hình đó, mình cũng đem đi cho luôn. Tức là hồi hướng đó. Thì điều đó có nghĩa đó là cái tâm của mình đạt trạng thái xả, cha gác cao. Và toàn tâm toàn ý như vậy đó thì người khác mà người ta tùy hỷ cũng rõ ràng với những nhân phước mà mình cho, thì người tùy hỷ đó cũng đạt được nhiều phước báo. Rồi mời quý vị cùng chúng ta cùng nhau tạo phước. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 358 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Tina đồ xà ni khết tà ni. Tina đồ xà ni khết tà ni. Đoạn thứ hai: Mô hạ đồ xà ai dân bà cha. Mô hạ đồ xà ai dân bà cha.
Đoạn thứ ba. Tasma hi vi tam he suk. Vi ta mo he suk. Tasma hi vi ta mo he suk. Và đoạn thứ tư. Đình năng hồ tí ma hấp phát lăng. Đình năng hồ tí ma hấp phát lăng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ, hai từ. Từ đầu tiên, tina đô sa ni, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra tina cộng với là đô sa ni. Tina là có dại. Đô sa ni là đô sa mà chia theo chia theo chủ cách số nhịp tùy thuộc vào cái chữ khế tá ở đằng sau. Khế tá là trung tính. Thành ra hợp từ tín đô sa. Xin lỗi, chữ đô sa đó. Đô sa thông thường mình dịch đó là sân hận. Nhưng mà dịch ra nghĩa tiếng Việt đó là làm hại nè, phá hoại, hủy hoại, hủy diệt. Thì trong trường hợp này mình lấy nghĩa thụ động. Tín đô sa là bị phá hoại bởi cỏ dại. Khế ta ni là khế tá, chia theo chủ cách số nhiều. Khế tá dịch là ruộng vườn. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên moha dosa. Thì cái chữ dosa ở đây đó là tính từ của cái từ paccha sao đó tu gì. Thành ra đó là phải đồng cách đồng số. Ở trên thì khế tá là danh từ trung tính, thành ra là chia ani. Còn ở dưới này đó là pacha, pacha danh từ nam tính, cho nên đó là chia thành a. Moha dosa, moha là si mê. Thành ra moha dosa là hủy hoại. Bị hủy hoại bởi si mê. Ái văn là quan hệ đại danh từ, mình dịch là này. Bá cha là chúng sinh hay là các chúng sinh. Ở đây ngài hòa thượng ngài dịch đó là người đời. Ngài hòa thượng Minh Châu ngài dịch là người đời. Người đời cũng được mà chúng sinh cũng được. Thật sự ra nếu mà nói người đời đó thì nó hơi hẹp hơn là chỉ cho con người không. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên tasma, đây là một giới từ có nghĩa là do vậy. Chữ hí là xác định từ, thật vậy, quả vậy. Từ cuối cùng, quý ta mô hát,
quý ta mùa ha, mà chia theo cách thứ bảy ha, thành cách thứ bảy số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là ê xuống. À, quy tắc mùa ha, à, mình dịch nguyên cả một cái cụm từ vậy đó, là rời khỏi, ra khỏi, không còn, si mê. À, chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, tinh năng. À, tinh năng đây là một cái Ồ, cái chữ đinh năng này hả? Đinh năng là đinh nát. Mà chia theo chủ cách thành ra có hình thức là đinh năng. À, thì đinh nát đó là nó từ, đây là danh 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 từ hay là danh động từ, từ cái động từ là đê tiết. Là cho. Đinh năng là sự cho. Hô tí là động từ thì là mà. Ma hấp pha lăng. Là ma ha cộng với là phá lá. À, ma ha là lớn, phá lá là quả. À, thành ra ma phá lăng đó là quả nhiều hay là quả lớn. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Khế ta ni ruộng vườn, tí nữa đồ xa ni, đồ xa ni bị phá hoại bởi cỏ dại. Á dân ta cha, những chúng sinh này mô hạ đồ xa bị hủy hoại bởi si mê. Chữ hí ở đây đó chúng ta bỏ, chúng ta không dịch cũng được. Tasma do vậy. Đinh năng hồ tí là người cho. Quy tắc mô hề xúc đến những người không còn si mê. Ma hấp phá lăng có quả lớn hay là có quả nhiều. Và đó là toàn bộ ý nghĩa và từ toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 358. Và xin kính ân, kính tri ân Xích Nhật Quỳnh và kính xin tùy hỷ với phước phục vụ của Xích. Xích đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 358. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức.
Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ tăng avivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sanghaṃ Namāmi Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Xin thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 358. Câu kệ này cùng với ba câu kệ nữa, tức là từ câu kệ Pháp Cú số 356 đến câu kệ Pháp Cú số 359 có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng nương theo một cái câu hỏi của thiên tử Angkura, tương truyền rằng thiên tử Indaka đã cúng dường đến tôn giả Anuruddha một muỗng cơm. Mà người ta đã cho mình khi trưởng lão Anuruddha đang đi trì bình khắc thực. Và do cái nhân cúng dường một muỗng cơm đến tôn giả Anuruddha đó mà quả dị thục cho thiên tử Indaka đó một cái quy lực vô cùng to lớn. Cái nhân phước đó nó thù thắng hơn, quả báo nhiều hơn, to hơn, lớn hơn là sự bố thí của thiên tử Angkura. Cái vị thiên tử Angkura này đó đã bố thí hết 12.000 năm, xin thưa quý vị, bố thí hết 12.000 năm. Thì có thể ở đây mình hiểu đó, vì thiên tử Angkura này mặc dù đã bố thí đến 12.000 năm, nhưng mà có lẽ đó là chưa từng bố thí đến cho các bậc lậu tận, chưa từng bố thí đến cho các cái bậc mà mới vừa xả thiền diệt. Chúng ta có thể hiểu là như vậy. Và do đó mà thiên tử Indaka đó mới hỏi Đức Thế Tôn. Đạo Đức Thế Tôn đó so sánh cái nguyên nhân tại làm sao mà có quả báo khác nhau như vậy. Xin lỗi quý vị, là thiên tử Angkura. Và Đức Thế Tôn Ngài đã dạy rằng, Ngài nói này thiên tử Angkura, sự tuyển thí đó là việc tốt. Tuyển thí có nghĩa đó là bố thí mà có lựa chọn, xin thưa quý vị, gọi là tuyển, là việc tốt.
nhưng mà sự bố thí của Indaka đó có quả báo dồi dào, giống như đó là gieo cái hạt giống xuống một cái ruộng vườn tươi tốt vậy đó. Này Ankura, do ngươi không có làm như vậy cho nên á, ngươi không có quả báo dồi dào, không có quả báo thù thắng. Dạy cho thiên tử Ankura như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một loạt bốn câu kệ. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 358, Đức Thế Tôn ngài thuyết: Tina đồ xà ni khét tà ni. Ma hồ đồ xà ai dân ta cha. Tas ma hi vi ta. Ma mô hề xúc. Đinh năng hồ tí ma hấp phá lăng. Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người lìa si hay là ly si, do vậy được quả lớn. Đồng thời có một bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức, rồi có bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu rõ ràng, hiểu sâu về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Bây giờ chúng tôi mới xin được dùng cái sự hiểu biết của mình qua Phật pháp để diễn giải câu kệ pháp cú này. Hầu mong giúp bà con chư Phật tử chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này. Từ đó chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình, thì khi đó chúng ta sẽ có được thêm một cái phước là hành trì pháp. Câu kệ này đó, xin thưa quý vị, có liên hệ, liên quan đến những câu kệ trên không? Xin thưa quý vị đó, mỗi câu kệ trình bày về một pháp tính. Mặc dù chúng ta thấy đó là cả bốn câu kệ này nè có những đoạn giống nhau. Có những đoạn giống nhau là đoạn 1 nè, đoạn 3, đoạn 4 giống nhau. Chỉ khác nhau có cái đoạn 2 thôi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, mặc dù về hình thức đó thì thấy nó giống vậy, nhưng mà ý nghĩa đó thì nó khác nhau. Thì cái điểm khác nhau đó là nhấn mạnh đến cái pháp tính. Câu kệ đầu đó là nhấn mạnh đến pháp tính tham và ly tham. Câu kệ thứ hai đó là sân và ly sân. Câu kệ thứ ba này đó là si và ly si. Đứng trên phương diện hình thức đó thì là bốn câu kệ này nó có cái chỗ giống vậy. Nó có cái chỗ giống và nó có cái chỗ khác vậy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đó là qua cách trình bày giảng giải của mỗi vị đó, mỗi vị giảng sư đó, thì có thể có cái khác nhau. Cái khác nhau đó do tri kiến hiểu biết của mỗi vị khác nhau. Cái khác nhau đó do cách trình bày của mỗi vị khác nhau. Do vậy đó mà hôm nay chúng tôi xin được trình bày hết cả câu này luôn, chứ không có bỏ qua bất kỳ một đoạn nào cả. Và nếu quá trình quý vị nghe mà có trùng lập, thì chúng ta nghĩ như là mình ôn cố, củng cố lại những cái gì mà mình đã biết. Rồi nếu mà qua cách trình bày của chúng tôi thấy nó mới ra, thì chúng ta trí thắng học cái mới để làm giàu, làm phong phú hơn tri kiến hiểu biết của mình về Phật pháp. Hiểu càng rộng càng sâu chừng nào thì khi ứng dụng vào trong thực tế đời sống càng dễ dàng chừng đó. Vậy thì thưa bà con chư Phật tử chúng ta, chứ có làm hại ruộng vườn là như thế nào, mình hiểu ra làm sao? Ruộng vườn ở đây đó là mình hiểu nó rộng ra. Ruộng rồi là vườn. Vườn tược đó, xin thưa quý vị. Thì khi mà làm ruộng hay là khi làm vườn tược đó thì bao giờ chúng ta cũng phải phát cỏ.
Hồi cái thời mà năm 80 mấy, 83, 84, chúng tôi tu làm giới tử. 83, 84 đó là làm giới tử ở chùa Cà Mau. Tới năm 86 mới xuất gia. Và những năm đó, đời sống kinh tế của người xuất gia cũng như người tại gia còn eo hẹp lắm. Thì thành ra đó là người tu cũng phải đi làm ruộng. Lúc đó chúng tôi cũng đi làm ruộng nhưng mà thú thật chứ quý vị, thì lúc đó còn nhỏ quá, thành ra cũng không biết làm gì đâu, nói làm ruộng vậy thôi, chứ còn mình đi phụ người ta thôi, đem cơm nước ra cho chư tăng này, rồi là dọn dẹp cuốc xẻng rồi đem về vậy thôi, chứ còn mình cày cuốc rồi thì không biết đâu. Nhưng mà bây giờ nhớ lại đó, thì là khi mà chư tăng này, đi làm ruộng, hoặc lần mà chúng tôi đi về vùng sâu vùng xa do cư sĩ, người tại gia cư sĩ họ thỉnh về tụng kinh đó, thì mình quan sát mình cũng thấy, hay là khi mà làm ruộng này, hay là khi họ gieo hạt vào một cánh đồng nào đó thì họ làm cho nó sạch cỏ, cỏ mà càng sạch sẽ bao nhiêu đó, thì khi mà gieo hạt xuống đó, thì cái hạt đó đó nó dễ dàng nảy mầm bấy nhiêu, nó không có bị những cái cỏ đó nó che đó, nó lấn đi, thì thành ra là hạt đó đó nó lớn lên được, và nó mãi nảy mầm được, nó cho ra kết quả nhiều được. Thành thử ra đó, nếu mà cánh đồng ruộng nào nè, hoặc là cái vườn tược nào nó mới nhiều cỏ dại đó, thì chúng ta gieo cái hạt xuống đó, xin quý vị, cỏ dại đó nó che, nó ăn mất tiêu mấy cái hạt đó luôn á. Nếu mà mấy cái hạt đó nó có lên thì xin thưa quý vị, nó cũng eo uột lắm. Thì ở đây chúng ta hiểu cỏ dại làm hại ruộng vườn là như vậy. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, cái đó đó là trên phương diện thực tế, mắt mình có thể nhìn thấy được, quan sát được là phần bên ngoài. Vậy thì bên trong nội tâm của mình, thử hỏi bà con chứ có cỏ dại không? Có, xin thưa quý vị. Có. Cái cỏ dại bên trong á, thì như cái câu kệ này nè, như cái duyên sự này đề cập đến bốn câu kệ đó, thì có bốn loại nè. Câu đầu tiên là tham là cỏ dại, câu thứ hai sân hận là cỏ dại, đến câu thứ ba này si mê là cỏ dại. Rồi ngày mai hay gì đó quý vị học thêm một cái loại cỏ dại nữa. Và cái cỏ dại này mình hiểu rộng ra đó là phiền não là cỏ dại. Quý vị mà học ví dụ pháp đó thì là 14 sở hữu bất thiện là cỏ dại. Dạ, đó là cỏ dại. Cỏ dại mà nó phát triển nhiều chừng nào, thì cái mảnh đất mỡ đó xin thưa quý vị bị hư hoại bấy nhiêu, giống như đó là ruộng và dương tược vậy. Vậy thì ở đây cỏ dại hôm nay mình học đến si si nè, si mê đó, vậy si làm hại người đời, làm hại như thế nào xin thưa quý vị? Chúng ta đã học pháp cú kinh phẩm song đối. Ở trong phẩm song đối đó đó, có những câu kệ đại loại như là nay sầu đời sau sầu, hay là nay than đời sau than, làm ác đó thì hai đời sầu, làm ác đó thì hai đời than. Quý vị có nhớ mấy câu kệ này không? Đó, nó làm hại là vậy đó xin quý vị. Làm hại là khiến cho thân vật chất này nè bị hư hoại, thân tinh thần này nè bị hư hoại. Thì thân vật chất bị hư hoại là sao ạ? Bây giờ đó mình đang là con người khỏe mạnh vậy nè, rồi đời sau kiếp khác mình cũng được tái sinh lại làm người, nhưng mà người yếu đuối, người bệnh tật, thì như vậy đó là xét về vật chất là đã bị hư hoại rồi.
À, còn nếu như đó mà xui xẻo hơn tí, nói theo kiểu người đời đó, thì sau khi thân ngoại mạng chung mình không còn được trở lại làm người nữa, mà mình bị tái sanh lại làm thú, làm súc sanh đó, à, làm Atula nè, làm quỷ khổ nè, làm chúng sinh địa ngục nè, à, thì về mặt vật chất là bị hư hoại nặng rồi đó. Về mặt tinh thần bị hư hoại là sao ạ? Về mặt tinh thần bị hư hoại tức là đời sống đạo đức của mình đó, càng ngày càng lui sụp hoặc là dậm chân tại chỗ. À, thì đó là hư hoại về mặt đạo đức. Không có bất kỳ một cái sự tiến bộ nào trong đời sống tâm linh. À, thì đó xem như là bị hư hoại. À, về mặt tâm linh đó, xin thú vị, không có dậm chân tại chỗ đâu nha, mà chỉ có lui và tới thôi, chứ không có đứng yên chỗ được. À, quý vị nhớ cái bài kinh mà vượt bậc luôn không? À, quý vị nghiên cứu lại cái bài kinh đó thì quý vị sẽ thấy đời sống tâm linh của mình đó, à, không có đứng yên mà chỉ có lùi và tiến thôi. À, thì lùi đó là về mặt tâm linh bị hư hoại rồi đó, bị hư hao rồi đó. À, vậy thì hư hoại nè, hoặc là hư hao đó là do cái gì? Do cỏ dại này nè, hay do cỏ dại này nè, cỏ dại si. À, cho nên đó là nó làm cho đời sống tâm linh của mình đó càng ngày càng lui sụp. À, vậy thì si này nó thể hiện ra ở cái phần nào mà khiến cho đời sống tâm linh của mình phải bị lui sụp vậy? À, chúng ta lại liên tưởng tới cái bài kinh gọi là Patthikasamuppada, là liên quan y tương sinh, hay là thập nhị nhân duyên, vô minh duyên cho hành. À, thì si mê này chính là vô minh đấy, xin thú vị. À, mà si mê hay là vô minh là sao? À, si mê vô minh này đó, theo hai cái định nghĩa, một đó là gì? Không có hiểu biết về khổ đế nè, không có hiểu biết về tập đế nè, không có hiểu biết về diệt đế nè, không có hiểu biết về đạo đế, thì đó được gọi là vô minh. À, đó là một cái định nghĩa. Cái định nghĩa thứ hai đó là vô minh là không hiểu biết cái cần hiểu biết. Để hiểu biết đó không có thấu đạt cái cần biết đó, rồi là hiểu biết cái không cần hiểu biết. Đó, đây được gọi là vô minh hay là si mê. À, rồi si mê này là mình hiểu, mình nói theo một cách khác đó ha. À, si mê có nghĩa là gì? Là nó đối lại với trí tuệ. À, mình đối lại với trí tuệ thì có nghĩa là sao? Là mình không có hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác. À, mình không có hiểu rõ ràng được cái gì là nhân, cái gì là quả. Nhân nào nó cho ra quả này, quả nào, quả này đó là do nhân gì? Mình không hiểu rõ vậy. À, mình không có hiểu rõ nữa đó là cuộc đời này nè, à, là luôn luôn biến hoại đổi thay, dẫn đến đó là khổ đau. Biến hoại đổi thay khổ đau đó là tùy thuộc vào điều kiện, à, chứ không có do một thần linh thượng đế nào cả. Đó, mình hiểu rõ vậy. Do đó được gọi là si mê. À, rồi mình không có hiểu rõ một đời sống thật sự an lạc là một đời sống không còn cỏ dại, tức là không còn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê, thì đó mới chính là một đời sống thật sự an lạc, hạnh phúc. À, không có biết như vậy, không có biết đạo lộ hướng đến cái sự thành tựu đó,
tức là không còn sân tham lam sân hận si mê đâu. Đó là si đó xin thú vị. À, thì vì do đó không có hiểu biết như vậy đó, cái thành ra là gì? Vô minh duyên cho hành nè, đói là mình ăn, khát là mình uống liền, uống cho nó đã khát, đói ăn khát uống. À, thích cái gì đó là mình đi tầm cầu nó. À, chứ mình không có nữa ha, biết rõ ràng đó là gì. Đói là ăn là đúng. Cái cơ thể vật chất này nè, nó cần vật thực để nuôi dưỡng, giống như cái cây đó cần phân để mà tồn tại. Vậy thì mỗi một loại cây nó cần có một cái loại phân tương ứng. Cái xác thân này cũng vậy, mỗi một cái cơ địa đó, một người đó nó có một cái loại cơ địa riêng. Tuổi trẻ khác, tuổi trung niên khác, tuổi già khác, người mạnh khỏe khác, người đau ốm khác. À, để từ đó đó mà tế một cái lượng vật thực hợp lý. Dạ, thì lúc đó đó ăn kiểu đó đó là ăn để duy trì, ăn để sống còn. Còn cứ mình đói, gặp cái gì mình cũng ăn hết đó, thì xin thưa quý vị, ăn kiểu đó đó là vô minh duyên cho ăn đó. À, rồi uống cũng vậy. À, cứ khát là mình uống, cứ có cái chi là mình uống cái đó. Rượu bia mình cũng uống, nước lên ga lên cồn gì mình cũng uống đi, mệt về gặp nước dừa mình cũng uống luôn. Thì cái đó là vô minh duyên cho uống. À, mỗi người nó có một cái cơ địa khác nhau. Mình phải hiểu về cái cơ địa của mình, chỗ đó đó mình nạp cái thức uống nào cho nó phù hợp. À, thì nếu mà nạp theo cái kiểu này đó thì không phải là vô minh duyên cho uống. À, mà hiểu biết duyên cho uống. À, dạ rồi gì? Vô minh duyên cho hành ở đây chúng tôi chỉ mới dẫn chứng qua cái ăn và uống thôi, nhưng mà trong đời sống này đâu có phải chỉ có ăn uống không đâu, xin thưa quý vị. Đủ thứ chuyện ở trên đời. Giàu, nghèo nè, đau khổ nè, lung tung thứ chuyện. À, khi mình thấy mình nghèo quá, người ta giàu quá đó, à, cái bực bội tức tối khó chịu, phải làm giàu giống ta. À, nhưng mà bây giờ mình không biết được cái khả năng của mình tới đâu. À, làm giàu hợp pháp và làm giàu phi pháp là sao? Thì thành ra là gì? Đi ăn cắp ăn trộm, đi lường gạt cho nó mau giàu. À, thì đó là vô minh duyên cho làm giàu. À, như vậy thì là à, nay sầu đời sau sầu, nay than đời sau sầu. Thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta trước khi ha, à, mình à, nói láo nè, phỉnh dụ người ta để người ta đưa tiền đưa bạc cho mình đó, để mình làm giàu đó, thì ngay khi phỉnh dụ lường gạt người ta đó, mình có vui không? Hay là mình phòng phập lo sợ? À, xin thưa quý vị, phải phòng phập lo sợ. À, giờ sau, rồi sau khi có tiền bạc đó xong đó, tiếp tục phòng phục lo sợ nữa. Đó là vô minh duyên cho hành đó. Thì thành ra là gì? Ngay khi đang làm đó, à, là có cái sự buồn rầu lo sợ nữa. À, rồi sau khi làm xong cũng có cái sự buồn rầu lo sợ vậy. À, rồi muốn làm giàu nữa là cái gì? Đánh đập giết hại tá để cướp đoạt của người ta. À, thì ngay khi mà đánh đập cướp hại người ta đó, thì có lo sợ Phật phong không? Có chứ. Sau khi đánh đập cướp hại cướp của người ta xong nó cũng lo sợ vậy, nó cũng sầu bi vậy. À, thì đó là vô minh duyên cho phi phúc hành, nó là như vậy đó, xin thưa quý vị. À, thì vô minh duyên cho phi phúc hành nè, là vì do nè thực
hành, thân hành, khẩu hành, ác nghiệp như vậy đó. À, thì thân hành, khẩu hành, ác nghiệp đó, đó nó hủy hoại đi cái xác thân này nè, nó làm cho xác thân này khô héo nè, buồn rầu nè, rầu rĩ nè, đau đớn, lo sợ nè, rồi có khi đó là bị tù tội nè. Và một khi mà thân xác này nó đã bị vậy thì dẫn đến tinh thần á, hoang mang, lo lắng, lo sợ, sợ sợ. Oxy nó làm hại vậy đó, xin thưa quý vị. Do gì do cái si đó mà làm hại ta vậy? À, sở dĩ mà bị vậy đó là cũng do không có hiểu biết được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì là nhân, cái gì là quả. Không có hiểu biết được đó, cuộc đời này nó vô thường, nó khổ, đau, nó vô ngã. Không có hiểu biết được đó, phải từ bỏ tham lam sân hận si mê thì mới thật sự an lạc hạnh phúc. Và với những ai mà có cái sự hiểu biết vậy đó, mình nói gọn là có chánh kiến đó, đó thì mình cung kính nè, mình phục vụ nè. Ở đây đó, ở trong cái câu kệ này đó thì Đức Thế Tôn ngày dạy đó là đinh năng, tức là cho người ta. À, thì cái cho này mình hiểu rộng ra, mình cung kính người ta, mình cũng cho người ta cái sự cung kính. À, mình phục vụ người ta là mình cho người ta cái sức lực. Mình bỏ của cải tài sản ra, cơm nước, bánh trái, y phục gì gì đó là mình cho người ta vật chất. À, mình bố thí cho người ta xe thuyền là mình cho người ta cái phương tiện để di chuyển, cho người ta sự an vui. À, thì cho ở đây mình hiểu rộng nó ra vậy. À, mình cho đến cái người mà ly si như vậy đó, thì kết quả mới thù thắng, mới thù diệu. Nhưng mà xin hỏi với bà con chư Phật tử chúng ta chứ, làm sao mình biết được người đó là người ly tham, người đó là người ly sân, người đó là người ly si, người đã lìa tham, đã lìa sân, đã lìa si, biết được không? Không. Ở trong tương kinh phẩm Bà La Môn, Đức Thế Tôn ngày dạy cho một cái ông Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn chứ làm sao mình biết được đó là ai thánh, ai phàm, ai tốt, ai xấu. Đức Thế Tôn nói không dễ gì biết được đâu. Mình phải cộng trú với người đó, mình phải ở chung với người đó. Cộng trú ở chung là mà mình phải có chú ý nữa. Có chú ý để ý đến cái sở hành vi lối sống của người đó. Rồi gì nữa? Phải thường xuyên là chuyện trò trao đổi. Để chi sư thú gì? Qua chuyện trò trao đổi đó người ta mới lòi ra được cái thói hư tật xấu của người ta. Chứ còn không, chúng sinh phàm phu họ giấu hay lắm. Lỗi mình thì che đậy như kẻ gian giấu bài. Khó lắm. Rồi nữa đó, muốn biết được cái chiều sâu của người đó thì phải thảo luận chuyên đề. Thì bắt đầu đó mình mới biết được. Xin thưa quý vị, thêm một yếu tố nữa đó là gì? Mình phải có cái chỗ căn cứ. Căn cứ ở đây đó là mình phải biết được pháp tác thành bậc thánh. Bậc thánh là người thành tựu giới định tuệ, thì mình cũng phải biết giới định tuệ để khi mình trao đổi chuyện trò với người đó đó, mình mới biết được là người đó có giới hay không, người đó có định hay không, người đó có tuệ hay không. Thì cụ thể cái câu kệ này đó là si mê, thì đối lại với si mê đó là trí tuệ. Mình phải chuyện trò trao đổi nè, để ý đến cái sở hành vi lối sống của người đó, thì lúc đó mình mới xác định được qua cách nói nè, qua việc làm của cái người đó, trí tuệ có được hiện bày hay không.
rồi thỉnh thoảng mình phải thảo luận, bàn luận chuyên sâu, để từ đó nó xác định xem trí tuệ của người đó đạt đến mức độ nào. Đây là Đức Thế Tôn Ngài dạy cho cái ông Bà La Môn vậy. Mình bố thí, mình cho, mình tạo, nó nói chung là mình tạo nhân phước đến cái đối tượng đó đó, thì mới được quả báo lớn, quả báo thù thắng. Nhưng mà xin thưa quý vị, vì khó vậy đó, vì mình biết vậy đó. Mình ở xa xa này đang đại loại vậy đó, cái mình nghe người này người kia nói đó, rằng là ông đó bà kia là bậc thánh gì vân vân. Thì xin thưa quý vị, nếu như mà mình nghe rồi cái mình tin rồi cái mình làm theo vậy thì vô tội vạ đó, là mình xác nhận cái người mà mình nghe đó đó, cái lời nói của người mà mình nghe đó đó là chân lý. Dạ là chân lý. Cho nên mình mới làm theo. Thì lúc đó đó là mình rơi vô một cái trường hợp tệ hại hơn nữa. Là bả đâu tin đó đó. Bả đâu tin đó vậy thì có nghĩa rằng là mình là người si mê mạnh. Do vậy đó mình phải trang bị cho mình có được một cái khả năng phân tích và chứng minh để thấy ra được tính hợp lý của vấn đề. Chứ không ha, là người ta nói sao mà mình cũng nghe vậy đó thì là khổ. Vậy thì trong trường hợp đó mà mình không có biết rõ vậy đó thì giờ làm sao chứ tôi chứ? Mình biết được ai là thánh, ai là phàm, ai tâm có tu, ai tâm có tu vậy đó. Thì xin thưa quý vị, chúng ta căn cứ vào cái bài kinh phân biệt cúng dường. Ở trong bài kinh đó Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là cúng dường Phật Toàn Giác đó là phước thù thắng nhất mà. Bắt đầu dưới Phật Toàn Giác đó là độc giác, mà dưới độc giác đó là thinh văn thượng thủ nè. Dưới thinh văn thượng thủ đó là bắt đầu đó là tới các bậc A-la-hán nè. Rồi tới A-na-hàm, rồi tới Tư Đà Hàm, rồi tới Tu Đà Quần nè. Rồi là người đang tu tập hay là đang đi trên con đường để chứng đắc Tu Đà Quần. Có phân biệt rõ ràng vậy đó, sư tu gì ở trong bài kinh đó đó đã dạy vậy rồi. Như vậy có nghĩa là cũng dường đến Phật Toàn Giác đó là quả báo thù thắng chắc nè. Đến là Phật độc giác nè, đến thượng thủ thinh văn nè, rồi cái là dưới thượng thủ thinh văn là các bậc mình gọi là a la hán, a la hán thượng. Rồi dưới đó xuống từ từ. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài lại nói nữa, nếu mà cúng dường đến cá nhân vậy đó thì nó không bằng đá cúng dường đến tập thể. Cúng dường đến tập thể đó thì phước nó nhiều hơn. Thì bây giờ nè, mình không hiểu rõ được là ông sư A, ông sư B, ông sư C, ni cô A, ni cô B, ni cô C, ông thiện nam A, ông thiện nam B, ông tín nữ, bà tín nữ A, bà tín nữ B gì là thánh hay là phàm cả. Bây giờ mình muốn cho, mình muốn tạo nhân phước, thì mình tạo nhân phước đến tập thể vậy. Đối với tập thể, cái tâm của mình mà ít phân biệt chừng nào, thì phước, cái quả mình gặt hái về nó càng nhiều chừng đó. Thì ít phân biệt là sao xin thưa quý vị? Để phân biệt là gì ạ? Phân biệt là tham ngã mạn. Mà ít phân biệt chừng nào có nghĩa đó là cái tâm thí của mình á, tâm tạo phước của mình càng ít tham ngã mạn nhiều chừng đó. Thì tối thiểu nhất nếu mình không có thành tựu về đối tượng thí thì mình cũng sẽ thành tựu được cái tâm lý thí của mình. Nhờ vậy đó mà cái kết quả mình gặt hái về đó, nó mới được nhiều. Bố thí đến tập thể ha. Ví dụ như là mình bố thí đến 100 vị sư đi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có dạy cho vài ba Phật tử vậy. Ví dụ mình bố thí đến 100 vị sư đi. Thì cho 50 vị dễ vui đi thì cũng còn lại được 50 vị. Cho 80 vị dễ vui luôn đi thì mình cũng còn lại được 20 vị. 20 vị tâm có tu tập. Thì xin thưa quý vị, chỉ cần một vị thôi, tâm thật sự có tu tập
thì cái quả báo của mình nó cũng đã kết xu rồi. Câu kệ này nói nè. À, còn khi mà mình bố thí đến cả nhân thí đó, xin thú vị đó, là dễ dàng rơi vô cái trường hợp đó là tư vị nữa. Do mình thương quá cho nên đó là mình cúng dường bố thí. Do mình sợ quá cho nên mình cúng dường bố thí. Dễ rơi vô cái trường hợp vậy nữa. Do vậy đó, khi nào mà bản thân của mình có khả năng phân tích chứng minh để thấy được tính hợp lý của vấn đề, hiểu ra rằng đây là đối tượng có ân đức, đây là người thật sự tu tập, à, thì mình cúng dường đến cái đối tượng đó, mình phục vụ cái đối tượng đó, mình tạo nhân phước đến cái đối tượng đó, thì phước báo của mình là vô lượng. À, nhưng nếu như đó mà mình không có được cái khả năng hiểu biết vậy đó, thì tốt hơn hết đó là nên cúng dường tập thể để có gì còn bù qua xét lại. À, còn bù qua xét lại. À, và khi mà mình làm vậy đó, à, thì khi nãy chúng tôi nói rồi, bây giờ cũng xin được nói lại nữa, đó là gì? Cho dù đối tượng không có hoàn hảo đi nữa đó, thì tâm lý thí của mình nó cũng được hoàn hảo. Nhờ bố thí, nhờ tạo nhân phước kiểu vậy đó mà tham ngã mạn của mình nó giảm dần này, xin thưa quý vị. À, thì tham ngã mạn giảm dần thì bảo đảm với quý vị dẫn đến đó là gì? Tham toàn bộ đó giảm. À, mà tham giảm thì là si nó cũng sẽ giảm theo. À, vậy thì à, cái quả báo về vật chất về này kia kia nọ như thế nào mình khoan hãy nghĩ đến. À, mà mình chỉ nghĩ đến một điều là gì? Cỏ dại ở trong lòng của mình, ở trong nội tâm của mình nè, nó giảm được rồi. Và nó giảm được rồi đó. À, thì cái này là mới cực kỳ là hạnh phúc cho chính mình. Và mới cực kỳ là hạnh phúc cho chính mình. Bởi sao à? Mình làm phước đó là mục đích để chi, xin thưa quý vị? Để bào mòn đi cái cơ tính tham lam, sân hận, si mê trong nội tâm của mình. Và trong nội tâm của mình. À, cho nên đó là làm tạo những cái nhân phước này đó ha, mà các cái cỏ dại trong nội tâm của mình nó giảm vậy đó, thì đây là cái thành tựu lớn nhất của mình. Còn cái quả báo vật chất, quả báo quyền thế gì đó, kệ nó có như thế nào, nó ra sao, đừng có quan tâm lắm. À, thì đó là những gì mà chúng tôi hiểu biết về câu kệ pháp cú số 358 này. À, xin được chia sẻ đến toàn thể bà con chư Phật tử chúng ta là như vậy. À, phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức tăng hiện diện, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. À, được hồi hướng phần phước này đến cố Đại Đức Pháp Tính. À, mong cố Đại Đức Pháp Tính tùy hỷ với phần phước này để bổ túc ba la mật độ, sớm thành tựu chí nguyện giải thoát của mình. Xin được chia đều phần phước này đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Xin được hồi hướng phần phước này đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quái lực, đại thần lực. Cầu mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên. Rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì tranh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đính sư.
và tu sắp bấm mang ở lăng rác thanh tu sắp bề đề và tu sắp ở bồ đà nó qua về nơi xa la so ti và quan tu đề và qua tu sắp bấm mang ở lăng rác thanh tu sắp bề đề và tu sắp ở tham ma nó qua về nơi xa la so ti và quan tu đề và qua tu sắp bấm mang ở lăng rác thanh tu sắp bề đề và tu sắp ở sang khan nó qua về nơi xa la so ti và quan tu đề tất cả phước ban có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh thượng tọa pháp tăng đã rời rung và chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh thượng tọa pháp tăng đại đức minh mẫn đại đức tịnh đạt cùng chư công đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re mu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô Sarami kadana pati upasaka gama chade sani gama cha isara sapana puta sukhi tapawan tute chala mu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta thaku papatika ni ya ni kang tham ma wa sang pa tip cha te sappe pi dukkha sakarantu sankhayam tha tu chi rang sa tang tham mo thamma thara cha put gala sankho ho tu samak go wa athaya cha hi ta ya cha am he rat kham tu sat tham mo sappe pi thamma charino Bụt thiêm sâm pa phu ni ya ma Tham ma ri ya pa we ni te và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp kính chào tạm biệt cảm dân xin xuống mic.